Nếu bạn đang gặp khó khăn, thách thức trong cuộc sống, về tài chính, về mối quan hệ, về sức khỏe, và đây là 3 bước để thu hút tất cả những điều bạn mong muốn thành công. Bước thứ nhất, hãy trở thành những gì mà bạn khao khát nhất và hành động như thể mình đã đạt được điều đó rồi. Bước thứ hai, bạn hãy tập thiền định. Vì thiền định sẽ giúp cho mình giải phóng và kết nối với sức mạnh phi thường bên trong con người của mình và đưa chúng ta trở về một trạng thái cân bằng và bình yên nhất để có thể hoàn toàn tập trung vào bản thân và vào những gì chúng ta mong muốn. Bước thứ ba là bước quan trọng nhất, đó là thể hiện lòng biết ơn. Dù cho bạn chưa đạt được những điều mình mong muốn, nhưng hãy thể hiện lòng biết ơn với tất cả những gì chúng ta đang có. Và thậm chí hãy hình dung tưởng tượng như mình đã đạt được điều đó rồi, thì mình sẽ cảm thấy biết ơn như thế nào. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một quyển sổ để viết về nhật ký lòng biết ơn mỗi ngày. Quyển sổ này sẽ giúp cho bạn rèn luyện viết những điều gì mà mình mong muốn, giúp chữa lành từ sâu bên trong và nâng cao tần số thu hút tiền bạc, sức khỏe, mối quan hệ hay bất cứ thứ gì mình mong muốn. Và mỗi ngày mình chỉ dành ra 10 phút mà có thể thay đổi được cuộc đời của bạn, buổi sáng khi vừa thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng nó lại giúp cho bạn nâng cao tần số đón nhận tất cả những nguồn lực tích cực từ vũ trụ. Và lòng biết ơn sẽ giúp cho bạn thay đổi cuộc sống của bạn một cách kỳ diệu như nó đã từng thay đổi cuộc sống của Thảo. Nếu bạn chưa biết cách rèn luyện lòng biết ơn để thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào, thì nhấn vào link bio dưới ảnh avatar tham gia vào nhóm rèn luyện nâng cao tần số thu hút tiền bạc và may mắn. Thảo sẽ đồng hành cùng bạn để chúng ta cùng có cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng hơn. Chúc các chị thành công và hãy nhớ follow kênh của Thảo để nhận thêm nhiều giá trị hơn nữa nhé.